xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ốc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hóa thân vào một bạn học sinh. Một bạn học sinh rất là thông minh, đi trôi một cô giáo không hề tỉnh táo. Cô giáo đấy không giống như cô giáo của chúng ta ở trường đâu. Cô giáo này thì vô cùng tức giận, lúc nào cũng chỉ muốn phạt và đánh học sinh thôi. Thế nên là sau khi mà kết thúc năm học, Ốc đã quay trở lại nhà của cô giáo để chôn cô giáo nha các bạn. Các bạn muốn xem Ốc chôn cô giáo như thế nào thì hãy xem hết video này, ấn like video và đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến nhà cô giáo thôi. Yeah. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là hãy làm cái tivi của cô giáo bị hỏng để cô giáo T không thể xem chương trình kinh dị yêu thích của mình. Ôi kinh vậy, cô giáo rất thích xem phim kinh dị, đúng là một cô giáo quái dị đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là phòng tivi của cô giáo ở đâu nha. Cô giáo mặc áo hồng chưa có chồng nha các bạn, đang xem tivi. Ui, màn hình tivi chiếu đúng tiết học của cô giáo luôn. Hay là mình chọn công cụ cô giáo nhảy múa đi. Mở nha. Ấn vào đây. Cô giáo đang nhảy này các bạn. Rồi, nhân lúc cô giáo đang nhảy thì mình sẽ đi vào nhà để chôn cô giáo. Ok, nhặt ngôi sao lên. Ui, cô giáo hết nhảy rồi. Đang đi loanh quanh, đang đi không nhanh. Phòng tivi ở đâu đây? Rồi, mình phải nhớ xem phòng tivi ở đâu. Phòng này thì khóa nè. Cô ơi, cô xem tivi ở đâu vậy? Sao cô đang ngồi? Cô đang ngồi ngủ các bạn ạ. Trời ơi, cô có thể nằm ngủ được mà. Sao cô lại ngồi ngủ làm chi? Ai sai. Không phải phòng này. Trời ơi, phòng này là phòng âm nhạc nha các bạn. Mong là phòng này là phòng đúng. Ôi, đây là phòng chơi game. Ôi, cô đang ở đâu? Phòng này mình mở chưa ta? Hình như phòng này phòng... Ôi, cô giáo đấy. Rồi, vậy là mình biết là phòng đấy đang ở đây nha. Bây giờ mình sẽ tìm một cái gì đấy để mình trộn. Đây, được không? Được. Phòng ngay bên phải từ ngoài vào. Bây giờ mình phải đi kiếm một cái dụng cụ để chôn cô giáo. Ở đây có cái nhà kho thì phải các bạn ơi. Ui, nhà kho thật. Có cái bẫy chuột các bạn. Nhặt lấy cái bẫy này. Rồi. Có cái như kiểu là cái búa hay cái móc cái gì ấy. Ôi, bỏ cái bẫy chuột này ở đây. Đây bẫy gấu luôn đấy các bạn ạ. Bẫy gấu luôn, kinh dị thật sự chứ. Cô giáo đang thể dục. Cô thể dục thật là kinh dị. Lấy cái món đồ này. Ok. Một chiếc xà beng. Rồi, mình sẽ đi vào phá tivi của cô giáo. Ha ha ha. Đập tivi luôn. Chạy. Chạy. Các bạn ơi, chạy. Ui, cô giáo đang đuổi mình kìa. Ui, không. Không. Đuổi làm sao được em. Lếu. Cô xem tivi đi. Tivi em đã chuẩn bị chương trình yêu thích của cô rồi đấy. Ha ha. Người đây náu. Rồi, cô giáo đã vào phòng tivi. Và mình đã chôn cô giáo thành công rồi. Cô giáo xem tivi đi. Lều. Tưởng xem chương trình kinh dị gì, hóa ra chính là chương trình của cô giáo dạy học sinh. Eo ơi, chứng tỏ cô giáo này dạy học sinh rất là kinh dị luôn ấy. Mình sẽ đến level tiếp theo để xem nhiệm vụ chôn cô giáo là gì nha. Sự kiện tiếp theo là Miss T đang chuẩn bị đồ đẹp để đến một cái bữa tiệc các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ phá hỏng cái đồ mặc đó để cho cô giáo không còn vui vẻ khi đi tiệc nữa. Được rồi, đi thôi. Ôi, cô giáo nhìn thật là quý stop nha các bạn. Mặc cái váy dài, ôi là dài màu xanh, cổ thì bẻ lên. Và tay rất là đứng, rất là nghiêm túc nha. Rồi, mình sẽ thử lại vào cái nhà kho đấy vì lúc nãy mình đã nhìn thấy rất nhiều dụng cụ ở trong đấy. Có thể nó sẽ giúp được mình đấy các bạn ạ. Rồi, cô giáo cứ đi đi. Em là học sinh không phải hư đâu, nhưng mà cũng sẽ chôn cô giáo hết mình. Ở đây có kìm này các bạn ơi. Kìm với lại gì đấy đây nhỉ? Ở trên này có cái gì đây? Úp. Trên này có cái cái kéo các bạn biết ngay mà. Rồi, lấy cái kéo. Ý giời ơi. Quần áo thì được làm bằng vải đúng không các bạn? Mà bây giờ mình cắt quần áo đi thì cô giáo lấy gì mà mặc? Cô giáo chỉ còn có cái nịt. Cô giáo đang đứng soi gương ngắm mình. Ôi, body đẹp quá. Không, cô giáo béo phì đấy các bạn. Trời, đâm đầu vào tường. Trời, nhanh.
mình phải đi tìm cái phòng mà cô giáo để bộ đồ. À, cô giáo định bẫy chuột mình à? Làm sao mà cô lại bẫy chuột được em? À, đây bẫy gấu các bạn. À, cô định bẫy gấu chứ gì? Alo, alo, cô ơi, em đây nè. Alo, ủa alo, cô ơi. Cô ơi, đây, 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 đây. Alo, alo, alo. Này, ôi, 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 các bạn ơi. À, chết rồi, ôi, mình, ôi, mình tung bẫy ra muộn quá các bạn. Trời ơi, bị cô giáo bắt mất rồi. Cay thật đấy, làm lại nhá. Lần này mình đã biết chiếc kéo ở trong nhà kho rồi, nên mình sẽ đi tìm căn phòng để cái váy trước nha các bạn. Căn phòng để cái váy ở đâu vậy ta? Ôi, lại bị bắt rồi. Không, 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 may quá các bạn ơi. Đi, 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 cô giáo mau đi đi. Đầu tiên cô giáo ở trên tầng đi xuống, chứng tỏ là cái phòng để chiếc váy ở trên tầng. Quá chuẩn luôn. Đây là một căn phòng giống như là phòng kho, có bẫy gấu và có năng lượng. Hả? Ôi, ôi, dẫm bẫy, dẫm bẫy. Trời ơi. Lấy cái lon nước này các bạn. Ồ, hình như đây là căn phòng đấy rồi các bạn ơi. Mở cánh tủ ra để xem. Không có, cánh tủ này chắc không phải đâu, vì cái đầm này nó rất dài các bạn ạ. Không thể để trong cái ngăn tủ như vậy được. À, một chiếc đầm đỏ. Ai, chiếc đầm xanh đây rồi các bạn ơi. Rồi, để ý bây giờ chúng ta sẽ nhớ căn phòng này ở đâu. Để xuống. Bây giờ mình sẽ đến lấy cái kéo. Chiếc kéo ở... Đây, 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 đây. Ok. Được rồi, đi thôi. Đây, đến phòng đấy chưa nhỉ? Đây, phòng bếp rồi các bạn. Mình đột nhập vào phòng bếp. À, cô giáo đang tập thể dục ngoài sân. Vậy nên là bây giờ mình sẽ thoải mái tác nghiệp trong nhà của cô giáo. À. Chiếc váy màu xanh ở đâu? Nhanh lên các bạn, nhanh lên, nhanh lên. Cắt luôn. Chạy. Ê, chạy, 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 chạy thôi. Cô lên tầng 2 rồi các bạn ơi. Mình phải trốn ở đây. Đấy, sau cái cây này, cô giáo sẽ không biết được mình ở đây đâu. Cô giáo đi vào và nhìn thấy chiếc váy bị rách. Cô ơi. Các bạn thấy mình giỏi chưa? Mình đã chôn được cô giáo rồi. Bây giờ để xem nhiệm vụ tiếp theo là gì nha. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là đặt một cái pin. Cái pin tức là một cái vật nhọn mà để ghim những cái đồ vật đó các bạn. Đặt cái pin đấy ở trên sofa. Trong lúc cô giáo đang xem tivi thì cô giáo sẽ ngồi vào cái pin và bị thủng mông luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này nhá. Mình sẽ rất tò mò đây. Đây, cô giáo đang cầm một cốc cà phê. Một cốc cà phê, cô đang uống cà phê và tận hưởng một buổi sáng trong lành. Mà không hề biết rằng có một em học sinh đang định chôn cô giáo là mình. Hè. Được rồi, thì thôi đi thôi các bạn ơi. Cô giáo hình như vẫn đang ở tầng dưới đó các bạn ạ. Khóa rồi các bạn. Tìm đường khác để vào. Rồi khóa thì vào bằng đường cửa sổ như cái gì nữa. Game là dễ các bạn. Đây, cửa sổ này đi xuyên qua phòng khách. À, xuyên qua phòng bếp chứ. Ở đây đây này các bạn ơi. Ở đây mình nhìn được một cái pin này các bạn. Này, lấy cái bẫy gấu để có gì chôn cô giáo phát này. Lấy cái pin này các bạn. Mình đã có cái pin rồi. Bây giờ cô giáo ngồi ở đây đúng không? Đặt cái pin ở đây. Nhưng mà như này lộ quá, cô giáo biết. Mình phải tìm cái gì che. À, đây đây đây. No 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 no. À, bố Sáu. À, bố Sáu. Bố Sáu ơi, đừng bắt em ơi. Mình quên mất không để ý cô giáo. Trời ơi. Xin cô tha lỗi cho em sẽ tiếp tục tái phạm. Chờ một chút các bạn ạ, để cô giáo đi thoa ra khỏi khu vực này luôn đã. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi vào phòng rồi, đi vào phòng rồi. Vào đây các bạn. À, vào phòng đọc sách à. Nhanh lên các bạn ơi. Mình mà không nhanh là mình sẽ bị cô giáo phát hiện đấy. Đây, 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 đây. Cô cứ ngồi đọc sách đi. Ý cô ra đây xem tivi là cô tới công chuyện luôn. Chạy. Chạy các bạn ơi,
chạy đi đâu đây con sâu, cô đang đi ra. Đồ ăn hại. Hay thật đấy, trời ơi. Bạn ơi, chúng ta phải nhanh chóng. Sao vậy? Chạy thôi các bạn ơi. Này sẽ không để mình bị bắt nữa đâu. Và mình sẽ trốn. Cô giáo sắp bị đinh ghim bắn vào mông. 5, 4, 3, 2, 1. Ui dùi, đau thế nhỉ. Đau ơi là đau. Ui trời ơi, đáng đời cô giáo. Cô giáo bắt mình mấy lần á, cắt cổ mình lên xong rồi á. Trời ơi, đáng sợ thật sự. Để vô tiếp theo đi các bạn ơi. Trời ơi các bạn, cô Misty này đang giam giữ một con mèo vô cùng tội nghiệp. Bây giờ chúng ta phải đi giải cứu nó nha. Cô giáo đang ở trong một căn phòng toàn là bẫy chuột với lại bẫy mèo với những cái con đầu hươu kinh khủng luôn. Thật là kinh dị. Ui, đang lau chùi cái gì nữa ấy chứ. Trong căn phòng đấy có một chiếc chìa khóa các bạn ạ. Bây giờ mình phải đi đến đấy để lấy chìa khóa. Ui khổ thân em mèo, em đang kêu mèo mèo cứu tôi, cứu tôi. Cô đang ở tầng 2 à? Wow, đây là phòng tập gym của cô giáo nha các bạn. Ui, cô giáo tập gym mà người cô giáo xấu quá cả. Ui, mình dốc hết năng lượng rồi các bạn ạ. Mình phải ăn thêm năng lượng. Tung năng lượng luôn. Căn phòng này ở đâu ta? Ui, chính là căn phòng này. Mở bẫy vào cũng đúng luôn. Thận những cái bẫy nha các bạn. À đây, có chiếc chìa khóa này. Cô giáo đang ngồi nghỉ ngơi rồi các bạn ơi. Phải đi tìm cái căn phòng mà có con mèo. Đây không phải. Trong phòng này có năng lượng, có năng lượng. Mình phải uống năng lượng các bạn. Nếu không có năng lượng là mình bị xỉu đó. Rồi, đã lên năng lượng rồi. Ô, phòng này là... Ui, phòng này phòng giảng bài của cô giáo. Chanh. Đấy. Tiếng mèo gần đây quá các bạn ơi. Ui, cô giáo đi lên. Mở đóng cửa. Đi lên tầng 2 rồi. Ơ, cái kia có cái ổ khóa đỏ. Ngay phòng này luôn rồi các bạn. Ảo thật đấy. À. Ôi. Con mèo. Trời ơi, mình bị dối quá các bạn ơi. Bị cuống, mình nổi hết cả da gà lên này. Mình sợ cô giáo quá luôn ấy. Mình sẽ thử làm lại nha các bạn. Phải cứu mèo thôi các bạn ơi. Cô đi lên rồi. Thoát ra khỏi ngôi nhà. Đi. Cô bắt được mình không? Làm sao cô bắt được mình? Mình đã thoát ra rồi. Mình đã giải cứu chú mèo các bạn ạ. Cô dám giam giữ một chú mèo, cô thật là độc ác. Cô đã gặp em là cô xui xẻo rồi. Ở level tiếp theo thì cô giáo đang có một bữa tiệc sinh nhật. Có một chiếc bánh sinh nhật rất là to, rất là ngon. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho lũ trẻ của trường cô cười lên bằng cách cho chiếc bánh ấy nổ tung. Và bây giờ mình sẽ làm điều đấy cho các bạn. Hãy chờ xem nhé. Rồi, đây, cô giáo đang đi vào bếp. Chiếc bánh đang ở trong bếp. Ai, bánh thổi nến bling bling. Và cô giáo nói là yummy, yummy, yummy. Tức là nó rất là ngon. Ngon thì tất nhiên là cô không được ăn đâu. Cô giáo đang bê chiếc bánh đi đâu ấy các bạn ạ. Mình phải chờ đợi xem là cô giáo đang đi đâu nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ. Mình nhớ là ở trên phòng lúc nãy mình có thấy cây nến. Là cái phòng mà mình lấy cây chìa khóa đỏ đấy các bạn ạ. Đó, ui, đây, đây cây nến rồi các bạn. Cây nến ngay trên bàn luôn. Đây là một cây nến trắng. Rồi, mình cầm cây nến. Cô giáo đi lên. Bắt được là xong đời. Cô đang lên tầng 2. À, cô đặt cái bánh xuống rồi các bạn. À, cô vào toilet à? Vào toilet lại ngắm mình trong gương rồi thấy mình thật là dễ thương. À nhầm, thấy mình thật là đáng thương à. Bởi vì có đứa học sinh như mình. Rồi. Bây giờ mình sẽ... Đây. Mình sẽ đổi. Đầu tiên mình sẽ đổi cái chiếc nến vào đây này. Sau đấy mình... Bây giờ cái nến ban đầu là màu xanh nhưng mà nến của mình là màu trắng ấy các bạn. Nên là mình phải đổi. Để ý cô giáo. À, chứ... Ôi, không phải cái bánh này.
nến màu xanh này này. Đấy, xong mình cho vào đây thành nến xanh. Rồi bây giờ mình sẽ chạy. Ui, cô giáo đuổi. À, không. Đuổi em á, còn lâu mới đuổi được em nhá. Lưu lưu lưu, bắt được đâu? Không bắt được đâu, lêu lêu. Vào thổi nến đi. Cô giáo vào thổi nến đi. Rồi các bạn, quẹt riêng một phát, châm vào cây nến, rồi nâng chiếc bánh lên. Cô định thổi nến thì bùm bùm. Yeah, cô đúng là sống không yên với mình luôn ấy các bạn. Mình chơi game quá để ý. Không, mình phải là không để ý mới đúng. Nên là mình đã quên mất không uống năng lượng. Vì thế nên mình đang hết năng lượng rồi. Thế nên là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nhá. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye. Hãy nhớ like video này, ấn đăng ký kênh và xem quảng cáo. Yeah, bye bye nha.